Rồi xin mấy con ngồi. Hết trơn rồi. Tao buồn nha. Mona ơi. Sao? Thì người tôi đang hết tiền. Nhưng mà lại sắp sinh nhật tháng 3 của phòng tôi. Phải cho tôi xin cái khoa phố để cái có bông. Tưởng gì, lấy đi. Chúc mừng bà. Nếu không có điều kiện như ví dụ như bạn nói là mình có thể không có, có tài chính chẳng hạn thì có thể mình không tặng quà đấy nhưng bằng cái khác mình sẽ thể hiện bằng cái tình cảm. Nếu là một dịp quan trọng thì có lẽ là mình sẽ xoay sở bằng cách để có tiền đi mua quà cho người yêu mình, nhưng mà nếu là bạn bè hoặc là một cái dịp nào đấy mà có thể không đặc biệt lắm thì thôi mình tặng quà tinh thần vậy.